cựu tổng thống Donald Trump. Ông nói là ông sẽ ký được cái thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine trong 24 tiếng nếu ông ta tại chức. Cựu tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba cho biết rằng nếu ông là tổng tư lệnh quân Mỹ thì ông sẽ ký được cái thỏa thuận ngừng bắn kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ. Phát biểu trong chương trình gọi là nước Mỹ trên hết của Salem News Channel đó, thì cựu tổng thống Trump đã tuyên bố là Nga sẽ không xâm lược Ukraine nếu tôi còn ngồi tại vị và những gì đang diễn ra thật khủng khiếp. Tổng thống thứ 45 cũng nói với ông Gorka là ông tin rằng truyền thông đang đã cắt bớt nhiều cái thương vong. Ý ông đã nói là cái số thương vong còn khủng khiếp nữa. Nhưng mà các đài truyền thông thì nhìn chung là họ cũng cố gắng họ giảm bớt đi. Ông Trump nói rằng những thành phố đã, đã bị san bằng theo ý chúng tôi thấy và những bức hình từ trên không cho thấy là không có một ngôi nhà nào cả và rất nhiều người thiệt mạng ông trump nói thỏa thuận phải được thực hiện và tổng thống nếu mà có bản lãnh phải đàm phán được thỏa thuận hòa bình đó và nếu quý vị có một tổng thống biết những gì ông ta đang làm và có thể đàm phán được một cái thỏa thuận ngay bây giờ nhưng dễ dàng hơn đó là cái lúc đầu cuộc chiến chính ông ông trump đã nói là cái lúc đầu là lẽ là phải có được cái thỏa thuận bây giờ để hơi bị quá lố rồi ông nói rằng ông putin đã triển khai binh lính ở biên giới nhưng cái thời của tôi còn trong nhiệm kỳ của tôi thì không có chuyện gì xảy ra. Ông nói là chính cái cách kết thúc thảm bại Afghan, rút khỏi Afghan đó quý vị, của ông Biden đã làm cho thúc đẩy xúc, cái chất xúc tác để cho ông Putin ông quyết định xâm lược Ukraine. Quý vị và đó là nguyên nhân xa quý vị phải thấy. Cho nên cuộc rút thảm họa Afghan đó dưới cái chướng của ông Biden hồi tháng 8, 2021 đã đóng vai trò thúc đẩy cho Putin có cái tham vọng cách họ rời khỏi Afghanistan đã là một thảm họa tôi nghĩ đó là một cái vết nhơ trong lịch sử đất nước, nước và nó cho thấy sự bất lực và tôi đã không thể làm gì được vì lúc đó tôi không còn ngồi tại chức và tháng trước sau khi Tổng thống Biden chuyển 31 xe tăng chiến đấu Abrams M1 đó, cho quân đội Ukraine ông Trump cũng đã lên tiếng kêu gọi nên cố gắng đi đến cái đàm phán hòa bình mặc dù ông nói bây giờ đã hơi trễ rồi đã vượt xa cái thời điểm để tất cả các bên có thể kết thúc hòa bình. Cuộc chiến tranh Ukraine trước mắt chúng ta đang là những thảm họa khủng khiếp. Và ông cũng warning, cảnh báo rằng có thể nó đi đến cái cái mất kiểm soát và cuối cùng có thể dẫn đến cái thế chiến ba, quý vị. Đó là lời cảnh báo của Tổng thống Trump, thưa quý vị.